rồi mấy ao nữa mà mấy mấy người mấy ao còn phải xa cái này không được không mấy nào có ăn được để nước chờ nữa để thuyền ở đây luôn à? Đấy là động cạn, bây giờ đến động nước. Ở Nam Định. Và là bây giờ đi xuống đò động nước là 200m à? 500m. Xong lại quay lại đây à? Lên đấy gì? Ra động Thiên Thanh à? Cái này điện nên là phải chạy máy phát đi nhỉ? Hay là điện lưới? Nhưng mà nó ăn kiểu gì nhỉ? Trong này nó có điện lưới nhỉ? À thế à? Thank you.
lúc nãy là lúc vừa giờ là ông bác đi lấy tắt đúng không? Ông bác đi lấy tắt đúng không?